Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Hôm nay em có cái kem body, đó là kem body cốt men beer. Và dòng sản phẩm này là của công ty Niscott Beauty. Và dòng sản phẩm này nó sẽ có những cái công dụng như sau. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về công dụng và cách sử dụng của dòng sản phẩm kem body men beer Niscott này. Công dụng của dòng sản phẩm này sẽ là làm trắng da, kích trắng toàn thân, đồng thời cấp ẩm, dưỡng ẩm cho da toàn thân. Khi mà sử dụng kem body cốt men beer của Niscott này, bạn sẽ không cảm giác bị lộ vân kem và kem thẩm thấu cực kỳ nhanh. Kem dưỡng trắng da toàn thân, kháng nước rất là tốt, không gây bết dính. Sử dụng kem body cốt men beer của Niscott thường xuyên thì sẽ giúp cho da của chúng ta trở nên săn chắc mịn màng, làm cho chúng ta sẽ có một làn da trắng trẻo chỉ sau một tuần sử dụng. Và dòng sản phẩm này mọi người hỏi em là cách sử dụng như thế nào, men beer liệu có bay mùi của bia hay không, thì cái này là từ những thành phần tự nhiên rất an toàn và được lên men. Mọi người, nó sẽ có cái điểm lên men tự nhiên sẽ giúp da của mình trắng và tạo một độ ẩm rất là tốt cho da. Nó sẽ không bay mùi men. Nghe men bia, men rượu thì mọi người cảm giác là hơi bị say đúng không mọi người, kể cả bản thân em. Nhưng mà cái kem body này nó rất là thơm, nó không bay mùi men bia, men rượu gì hết nha. Nó chỉ là cái tên và cái thành phần của nó lên men theo cái kiểu lên men bia, men rượu thôi. Còn tất cả các thành phần thì nó sẽ có một cái mùi nước hoa đặc trưng. Nên mấy chị yên tâm khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm kem body cốt men bia của Niscott này. Và dòng sản phẩm này cũng là dòng sản phẩm cũng được đạt vào trong một cái top đánh giá rất là cao và số lượng hàng đi cũng rất là nhiều. Đối với những chị em nào muốn trải nghiệm thử về cái dòng sản phẩm kem body cốt men bia hoặc là muốn thay đổi về kem body, muốn làm cho da của mình trắng sáng thì có thể là sử dụng thử ngay và luôn cái kem body này để cảm nhận được chất lượng, để cảm nhận được là cái sự thay đổi làn da và cảm nhận được là làn da của chúng ta có hợp hay không nha. Nhanh tay liên hệ sớm nhất cho em qua số điện thoại bên em là 0356605677 và số thứ hai sẽ là 0357 33 39 279, và số thứ ba sẽ là 0355 838 057. Đây là dòng sản phẩm kem body cốt men bia của Niscott. Ngoài cái dòng sản phẩm kem body cốt men bia của Niscott này thì bên em gồm phân phối gồm có kem điều trị nám, rồi kem gạo của Niscott nè, kem trị nám nè, serum nè, rồi chống nắng nè, rồi sữa rửa mặt nè. Hàng Niscott thì bên em đang cập nhật cũng hầu như là đầy đủ cho mọi người rồi. Còn nếu những chị em nào muốn xem thêm những cái sản phẩm khác, những sản phẩm mà mấy chị đang rất cần thiết ấy, hoặc là đang muốn sử dụng, hoặc là đang sử dụng mà gần hết ấy, inbox cho em hoặc là đăng ký trực tiếp trên kênh YouTube này. Cũng có thể vào trong trực tiếp trên cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là vào trong những cái số điện thoại em vừa mới cung cấp cho mọi người. Và bây giờ sẽ kết thúc video thôi, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và những video chuyên chăm sóc sức khỏe, chuyên làm đẹp, chuyên review và những dòng sản phẩm sẽ luôn luôn chào đón tất cả các chị em. Và những chị em nào muốn kiếm thêm thu nhập, muốn nhập hàng của bên em về bán lại, cũng như là muốn mua được những dòng sản phẩm chất lượng, hiện tại thị trường hàng giả hàng nhái trà trộn rất nhiều, làm chúng ta phải phân vân phân tâm, và nhiều lúc là chúng ta mua nhầm chúng hàng giả hàng nhái. Thật sự mua hàng bên em, mấy chị sẽ cảm thấy được rất là yên tâm khi cùng với các chuyên viên chăm sóc da chuyên nghiệp tư vấn, cũng như là sẽ giúp cho mọi người có một làn da khỏe hơn, giúp cho mọi người mua đúng chất lượng sản phẩm và đúng theo cái mức giá mà mình đang được tiêu dùng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem cái channel ngày hôm nay, rất là vui, cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp, những cái bí quyết sơ sơ xương xương và những sản phẩm thực sự là có những đánh giá cao thì em sẽ lên review và sẽ giúp cho mọi người có những sự lựa chọn mới hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người nhé.